Dạ. Đã lên chùa này lần nào chưa? Lần qua đây thì lần đầu tiên. À thế à? Dạ. Bạn đã lên lần chùa khác lần nào chưa? Con chưa. À, đây là ba anh em ruột nha. À, ở nhà có bốn anh em đều bị khiếm thị. Đây là ba anh em. Dạ. À, thì hai bạn này là sinh đôi thầy. Dạ. À, hai bạn này là sinh đôi. Là biết cái đàn ca hát luôn rồi phải không? Biết đàn biết hát hay lắm. Wow, hay quá. Còn đây là ca sĩ Hà Văn Đông hay đi với chùa mình rất khoái. Dạ dạ. Là ca sĩ Lan Anh. Rồi em quay đây. Bạn này chơi organ. Organ hả? À. À còn chú này là chơi đàn. Thầy là đàn luôn. Thầy thầy. Chơi về nhạc cổ, thầy chơi về nhạc cổ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi quá quý rồi. Dạ. Nay một lát nữa lên biểu diễn nha. Dạ. Chào tất cả quý vị khán giả, các bạn và các em thân mến. Dạ. Thì đối với một người sáng mắt đó, khi mà đánh cái đàn tranh thế này thì họ chỉ cần nhìn vào cái nốt, còn đối với bản thân con thì phải tận tất cả mọi thứ là phản xạ hết, cho nên thì mình sẽ để ý là ở nốt này ở đâu, nốt kia ở đâu để phải để ai đúng thôi, chứ thực sự là không thể nào nhìn được, chỉ đánh hoặc là không phản xạ, rồi mình luyện tay rất nhiều để mà đánh sao cho không vấp mà thôi. Còn để đánh một bài trôi chảy thì phải tất cả là học thuộc hết, học đi học bài là thuộc hết, để là đi đánh không bị vấp thôi, chứ không thể nào mình đánh được để người sáng mắt. Hãy cố gắng hỏi con là tốt nghiệp trường nào thì con thuộc năm 2020 thì con tốt nghiệp trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và sư phạm âm nhạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi. À, không lớn các bạn ở dưới nhà về đây rất là thích khi con hát nha. Rồi cảm ơn con rất nhiều. À, bây giờ ngồi đây nè. Các bạn thấy con hát giỏi không? À, cô gặp anh các chị thường xuyên và cuối tuần khi mà cô có thời gian rảnh với các chị sẽ đến nhà cô để tập đàn, để hát. Thank you.
Anh chưa nhận biết anh đã chuẩn bị sẵn đồ nghề, cô cũng phải lo cái việc đó. Rồi thầy bật lên là bắt đầu cô. Thầy cứ bật cho con nha. Bài con cùng tôi. Thầy cho mượn cái điện thoại là thầy bán nhưng mà sẵn luôn bài. Cho mượn cái điện thoại để mượn bài hát con cùng tôi. Vậy bật con, chính vì như mày lâu lắm nè. Rồi trong khi anh bật bài con cùng tôi, tôi xin giới thiệu các con. Anh là ca sĩ Hà Văn Đông và anh đã từng được đi Mỹ cho người ta mời và đi sang đấy hát, được từng được đi sang châu Âu, thấy giỏi không? Mà đi máy bay nhá, anh đi từ Hà Nội qua Sài Gòn, Sài Gòn ra Hà Nội đi một mình, giỏi không? Vỗ tay đi. Trước khi nghe hát nữa, cô cho các con một điều ngạc nhiên nè và không phục. Ngạc nhiên và không phục. Anh Phúc Đạt, Phạm Hai, Phạm Đạt. Sắp đứng lên, đứng lên cho mẹ nè. Hai đứng lên. Rồi, các con nhìn trên đây nha. Diệp Liên ơi, con đứng dậy nè, và con đi sang đây. Rồi, các con nhìn, nhìn nhá. Nếu mà chút xíu đây không phân biệt đây là áo màu vàng và màu đỏ thì cô không phân biệt là anh nào là anh nào. Anh Hai ơi, tỏ phía với giùm cô, giùm mẹ ở đây. Thấy giống nhau không? Hai anh em sinh đôi không giống sao được. Rồi đây còn một chị nữa, một chị nữa đang ở miền Bắc và chị Diệu Hiền. Các con thấy các anh chị rất là giỏi nhé. Bốn anh chị em trong cùng một gia đình, cùng bị khiếm thị, nhưng mọi người đều đi học nè và tự đứng lên, tự có một cuộc sống riêng. Các con thấy giỏi không? Hôm nay thiếu một chị nữa tại vì con đang ở cả miền Bắc để cùng ở với bố mẹ để chăm sóc, bởi vì hai chị lại có hai người chồng và lại có hai đứa con nữa, mà hai đứa cháu thì không có kiến thị, nhưng mà hai chồng của hai chị thì cũng bị kiến thị nữa. Là trong gia đình này là sáu người kiến thị, nhưng không một người nào sống dựa bố mẹ hết, không hề nhá. Các con thấy giỏi không? Vỗ tay đi nào. Và tất cả mọi người đều ở trong thành phố cùng thuê nhà trọ và cùng có một cuộc sống tự lập và không, thậm chí không dựa lẫn nhau, không người này không ở cùng người kia. Chỉ có hôm nay đi lên chùa Hoàng Pháp và cô đã đưa được ba người về đây, mà anh Hai là con nói thầy Tâm Độ và các con thương nha. Anh Hai đã nghe người ta phải đi thăm bố mẹ là khoảng nửa tháng, đã ba tuần gì đó rồi mới vào. Anh vừa ra ngày thứ năm là mới có một ngày, và chiều tối hôm qua sau khi thầy nói con giật mình, con nói chết rồi, không đi được rồi. Nhưng mà con quyết định vì lời hứa và thầy đã đưa chương trình lên, anh Hai đã tự đón mẹ có mua vé bay mà vào ngay sau khi có một ngày thăm bố mẹ thôi, mà lẽ ra phải là có ba tuần, vì một lần ra rất là khó khăn. Các con thấy giỏi không? Để mà điều đó trở lại, lần nào nữa cả nhà sẽ xem bốn anh chị em cùng hát và đàn nhé. Chứ hôm nay mà nghe hết lần sau là ôi con biết rồi, không hề. Nhóm cô còn nhiều điều thú vị. Và bây giờ trở lại, anh Hà Văn Đông sẽ đến với con một tiết mục rất là đặc biệt. Chương trình để nói về câu chuyện về cái thị lực sẽ rất là khó.
Dù như thầy con cũng không bao giờ lấy. Nên hôm nay nghe được cái tâm sự của con anh gỡ